À, chào các em, tiết này thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập về đường thẳng. Tiết hồi nãy chúng ta đã học về phương trình đường thẳng rồi. Bây giờ thầy sẽ giải bài tập mà thầy đã cung cấp cho hệ thống giáo dục ATY. Bây giờ chúng ta cùng thầy Danh sẽ giải tiếp bài tập bài số 2. Đường thẳng qua A và vuông góc với D. Bài số 2 này nó cho điểm A 1, 3 và đường thẳng D là 3x trừ 4y cộng 5 bằng 0. Câu này nó kêu viết phương trình đường thẳng đi qua A, đường thẳng delta nha, qua A và vuông góc với D. Bài này nó có hai cách giải, thầy giải hai cách, cách một cho em. Tóm đề ra, đường thẳng delta nè, nó cho qua A, điểm là 1 và 3. Và đường thẳng delta này nó vuông góc với đường thẳng D. D có dạng là 3x trừ 4y cộng 5 bằng 0. Thì khi mà quan hệ vuông góc á, thì vector chỉ phương thằng này là vector pháp tuyến thằng kia. Và ngược lại, vector pháp tuyến thằng này là vector chỉ phương thằng kia. Nên khi mà delta vuông góc với D, thì ta suy ra delta có dạng luôn. Đảo vị trí và đổi dấu á, đó là 4x sẽ cộng 3y cộng C bằng 0. Thì cách 1, bây giờ tìm C xong. A thuộc đường thẳng delta. A tọa độ là 1, 3 thuộc delta. Vậy ta thế điểm A vào. X em thế là 1 và Y thế là 3. Vậy từ đây em ra được giá trị C của em. 9, 13, âm 13. Vậy ra C để em bỏ đây kết luận bài toán. Phương trình delta là 4X. Đây là cách 1. Bây giờ thầy giải cách 2. Cách 2 thì đi tìm vector pháp tuyến của đường thẳng delta. Đường thẳng D nè. Đường thẳng D nè. Nó cho thì suy ra được vector pháp tuyến của D. Tức là ND sẽ bằng 3 và trừ 4. Đây là vector pháp tuyến của đường thẳng D. Thì thầy suy ra vector chỉ phương của đường thẳng D. Chỉ phương của đường thẳng D là AD. Đảo vị trí và đổi dấu. Thầy đổi dấu ngoài trước. Đây là vector chỉ phương của đường thẳng D. Bây giờ viết phương trình đường thẳng delta thì cần một điểm ha. Đường thẳng delta, phương trình delta thì cần điểm A là 1, 3. Và thầy cần một vector pháp tuyến. Thầy viết tổng quát thì cần vector pháp tuyến delta. Do quan hệ vuông góc nên vector chỉ phương D bằng vector pháp tuyến delta. Nên vector pháp tuyến delta chính là N delta nè. Nó sẽ bằng vector chỉ phương của D. Chính là AD đó. Đây là lý thuyết. Vector pháp tuyến thằng này bằng vector chỉ phương kia là 4, 3 do delta vuông D. Đó. Quan hệ vuông góc thì vector chỉ phương thằng này là vector pháp tuyến thằng kia. Vậy em có vector pháp tuyến rồi, có điểm rồi. Ta viết phương trình delta dạng tổng quát A x chỉ x0. Ráp vào, đây là A lớn, đây là B lớn. Đây là x0, đây là y0. Vậy em phá ra rút còn lại. Đây chính là phương trình đường thẳng delta dạng 2, cách 2. Bây giờ em coi cách 1 và cách 2. Em thấy hợp với cách nào thì em xài cách đó luôn. Chỉ cần xài một cách thôi. Mỗi cách nó có cái hay riêng. Cách này thì ngắn gọn, dành cho học sinh khá giỏi. Cách này là học sinh vừa. Tùy em. Em sửa vào bài 2 đi, rồi thầy qua bài số 3.
Rồi, bài 3 nó cho hai câu, một câu là bình thường, một câu là dành cho học sinh khá giỏi. Cho đường thẳng A, cho điểm A và đường thẳng D, viết phương trình đường thẳng delta đi qua A và song song với đường thẳng D. Vậy câu A thì viết phương trình đường thẳng delta nó qua A tọa độ là 5 âm 6 và delta song song với đường thẳng D. Đây là x trừ 2y cộng 8 bằng 0. Bài này nếu đối với bài là song song cũng có hai cách ha. Thầy giải hai cách cho em coi. Cách 1. Đường thẳng delta song song với D nên vectơ pháp tuyến bằng nhau ha. Do delta song song với D nên suy ra đường thẳng delta có dạng luôn, y chang luôn, x trừ 2y cộng c bằng 0 với c khác 8. Đó. Bây giờ tìm c thì em lấy điểm A thuộc đường thẳng delta, A tọa độ là 5 trừ 6 thuộc delta, em thế vào, x là 5, y là âm 6. Vậy từ đây ra được là giá trị c 12, 5, 17, âm 17. Có c là thế đây kết luận. Đường thẳng delta là x trừ 2y 17 bằng 0. Đây chính là phương trình đường thẳng delta qua A song song với đường thẳng D. Đó là cách 1. Thầy giải cách 2. Đường thẳng delta này nó qua A là 5 trừ 6. Delta song song với đường thẳng D nên vectơ pháp tuyến delta cũng là vectơ pháp tuyến đường thẳng D. Mà vectơ pháp tuyến đường thẳng D chính là 1 trừ 2. 1 trừ 2. Vậy ta có vectơ pháp tuyến rồi, có điểm A rồi, ta viết phương trình delta. Công thức ha. Vậy em rút còn lại, nó sẽ ra A là 5 nè. X trừ cho 1. Cộng B là trừ, sorry, A x chỉ 0, 1 nè, x trừ 5, cộng B là trừ 2, y trừ cho trừ 6 là cộng 6, bằng 0. Ta chưa quen người ta ghi đây là A, đây là B, đây là x 0, đây là 0. Vậy ta rút gọn lại, nó sẽ ra được là x trừ 5. Đây chính là đáp số bài toán và đây chính là kết luận phương trình đường thẳng delta. Vậy hai cách giống nhau hết. Ta xài cách nào là việc của mình. Đó là bài 2. Thì qua bài câu B. Câu B dành cho học sinh khá. Tìm M thuộc đường thẳng D sao cho tam giác đó cân tại M. MOA cân tại M. Đây, MOA. Để tam giác cân tại M thì có hai cách. Cách 1 thì giải cái MA bằng MO là xong. M thuộc đường thẳng D. Cái phân tích đề đó ha. Bước 1 á, ta lấy M thuộc đường thẳng D. Bước 2, ta tính tam giác MO, em tính MA. Bước 3, ta giải cái MO bằng MA. Do cân tại M nên ta giải cái MO bằng MA. Đó, ra từ đây suy ra phương trình này, ra được giá trị điểm M. Đây là cái sườn giải. Vậy để ta tìm M thuộc đường thẳng D. D là đường thẳng này, không? Đường thẳng D có dạng là x trừ 2y cộng 8 bằng 0. Đây là hai biến nên suy ra một biến theo kia. Vậy x bằng là 2y trừ 8. Vậy gọi M có tọa độ là xy. Đây là hai ẩn nên ta phải đưa về một ẩn. Đây, tính x theo y nè. Vậy xm của mình đó, nó sẽ bằng 2y m trừ 8. Gọi M có tọa độ là xm, ym.
hay là xy thôi cho nó gọn mà toán. Vậy là xm thầy thấy là 2 lần y trừ 8. Đó là điểm M thuộc đường thẳng D. Tam giác cân thì MO bằng MA và tính MO. MO, OM cũng vậy ha. Tính OM cho dễ, tính ha. OM bằng công thức ha. OM bằng AM để cho nó dễ tính. Là công thức là nhắc lại độ dài 2 điểm. O là góc tọa độ O là 0,0. Nên nó sẽ bằng là căn của xm 2y trừ 8. Xo là 0 đó. À, bình cộng ym là y nè. Yo cũng là 0 đó. À, thì ta rút gọn lại nó sẽ là 2y. À. Đây là om. Tương tự, giảm tính là am. Cũng vì công thức là xm trừ xa. Xm đây là 2y trừ 8. Trừ cho xa. A đề cho không? Tọa độ A đề cho là 5 trừ 6. À. Xa là 5. Ym trừ cho trừ 6 là cộng 6. À. Thì em rút gọn đây lại. Nó ra được là 2y trừ 13. Đây là độ dài AM. À. Do tam giác MOA cân tại M. Có nghĩa là MO bằng MA. OM bằng AM đó. Thầy giải OM bằng AM. OM là cái này. MA là cái kia. Thì để giải này em bình phương hai vế giăng căn. Tới đây em giải bình thường được rồi. Phá hàng thức ra rút gọn là xong. A bình trừ 2 lần AB hay là thì từ đây ta ra được giá trị y ha, thầy lấy đáp số ha. Thì từ đó em giải cái đó ra được là y bằng 141/8. Ta rút gọn là xong hả? Mấy này rút gọn hết rồi nè. Đó. Lấy máy bấm ra. Y bằng 141/8. Thì suy ra x sẽ bằng là thế vào đây. 2im trừ 8. Thì ra được giá trị là ta lấy máy ta bấm một cái. Y là 109/4. Vậy kết luận điểm NM của em là 109/4 và 141/8. Đây chính là đáp số. Ha? Câu này dành cho học sinh khá giỏi. Câu này nó hơi dài. Ha? Vậy nhắc lại nha. Để tìm một điểm nằm trên đường thẳng D, bước 1 là ta đưa về lấy M thuộc D, lấy một biến, tính theo X, ha? Tính theo Y. Ha? Một ẩn thôi, giữ ẩn Y lại. Rồi tam giác cân tại M có nghĩa là OM bằng AM, tính OM, công thức tính OM. Nhớ O là góc tọa độ, đơn vị tọa độ là 0,0 nha. Nó không nhắc là mình cũng phải biết á, O là 0,0. Rồi tính AM, tam giác cân, MO bằng MA, tới đó ta giải ra, đó là giá trị cần tìm. Rồi, ta qua bài. Bài số 3.
Rồi, thầy qua bài số 5. Cho điểm A, B, C 3 điểm. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC. Bài này yêu cầu viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC. Thầy bước 1. Muốn viết phương trình tổng quát thì em cần một điểm và một vectơ pháp tuyến. Vậy đầu tiên mình tính vectơ chỉ phương của BC trước. C trừ B, IC trừ B. Đây là vector chỉ phương của đường thẳng BC. Tổng quát thì cần vector pháp tuyến, vậy suy ra vector pháp tuyến của nó NBC. Đảo vị trí và đổi dấu. Đổi dấu ngoài sao? Đây là vector pháp tuyến, là phương trình tổng quát của đường thẳng BC. Chọn B cũng được, C cũng được. Có vector pháp tuyến rồi, có điểm rồi, ta ráp công thức vào. Đây là A lớn, đây là B lớn, đây là X0, đây là Y0. Thì công thức đây, phương trình BC. Là phương trình tổng quát của đường thẳng BC. Đó là câu A. Vậy câu A em nhớ, cứ kêu viết phương trình tổng quát thì ta cần tìm một điểm và một vector pháp tuyến. Đề chưa cho vector pháp tuyến là em tính vector chỉ phương xong suy ra vector pháp tuyến rồi mới xài. Viết phương trình đường cao AH của tam giác ABC. Bên này ta vẽ hình sơ để ta nắm cái hình. Đây là A, B và C. Phương trình đường cao AH là đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC tại H. Thì bài này mình viết phân tích đó. Phân tích đây. Vậy phương trình AH nó sẽ qua A và AH sẽ vuông góc với BC. Vậy thầy tính, bài này cũng có hai cách giải ha. Thầy giải theo cách là vector chỉ phương, vector pháp tuyến nha. Phương trình AH đây, phương trình tổng quát ha. Thầy viết phương trình tổng quát của đường thẳng AH. Bắt buộc phải đi qua điểm A, trừ 1, 2. Và có vector pháp tuyến N của nó, NAH đó. Do AH vuông BC nên vectơ chỉ phương BC là vectơ pháp tuyến của AH. Mà vectơ chỉ phương của BC hồi nãy mình tính rồi, giờ thầy lấy xài nha. Vectơ pháp tuyến bằng vectơ BC đó, vectơ AH chính là vectơ chỉ phương BC là trừ 3, 1 do AH vuông BC. Rồi, chỉ có vectơ pháp tuyến, có điểm A, mình viết phương trình. Đây là A, đây là B nha. X0. Trừ 3, trừ 2 là trừ 5, bằng 0. Đây chính là phương trình tổng quát của đường thẳng AH. Sau khi nó ra được đường thẳng AH rồi, nó kêu là tìm tọa độ H. Mình thấy H đây, H là này. Bây giờ H này chính là giao điểm của đường thẳng AH và đường thẳng BC. Vì H này chính là nghiệm của phương trình AH và phương trình BC. Tìm H.
AH và phương trình BC. Phương trình AH em mới viết đây. Phương trình BC bên đây. X cộng 3Y trừ 3 bằng 0. Để bấm máy em chuyển cái hệ số tự do qua bên kia rồi mới bấm nha. Thì ta bấm máy tụi em hả? Chúng ta nạp hệ số là trừ 3, 1, 5. Trừ 6 bằng 5 và 7 bằng 5. Thì kết luận tọa độ H của em đó chính là trừ 6 phần 5 và 7 phần 5. Đây chính là đáp số bài đó. Như bài này nó có cái là cái tìm chân đường cao H á. Mà nhớ cái là giải giao điểm của hàng đó lại là xong. Câu 6 à, viết phương trình đường trung tuyến kẻ từ A cho tam giác ABC với A là trừ 1, 5 và B là 1, 2, C là 3, 4. Viết phương trình đường trung tuyến kẻ từ A. Đường trung tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm của cạnh đối diện. Em gọi M là trung điểm AC, BC. Đây, nó kêu viết đường AM đó. Công thức tọa độ trung điểm thì nhắc lại nha. XB cộng XC chia 2. Đây là công thức tọa độ trung điểm. 1 cộng 3 chia 2 là 4, chia 2 là 2. 2 cộng 4 là 6, chia 2 là 3. Vậy M mình tọa độ là 2 và 3. Giờ đường trung tuyến AM là đi qua A và M. A có rồi. Vậy muốn viết phương trình này, thì viết phương trình tham số. AM nó sẽ đi qua A là trừ 1 và 5. Vector chỉ phương là vector AM luôn. Hai. A là trừ 1, 5. Viết đây nha. Trừ 1, 5. XM chữ XA là 2 trừ cho trừ 1 là 3 nè. IM chữ IA là 3 trừ 5 là trừ 2 nè. Đây là vector chỉ phương, là phương trình tham số. Nó không nói mình viết tham số chính tắc gì mình viết ha. Đây là A1, đây là A2, đây là X0 và Y0. Đây chính là đáp số bài toán. Đó là phương trình trung tuyến đường thẳng AM. Bài 7 thì giống bài 5 rồi. Tôi qua bài số 8 luôn.
phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường trung trực đoạn AB. Bài này nó kêu viết phương trình đường trung trực. À, nãy đường cao rồi, bây giờ tới đường trung trực của đoạn AB. Mình phải hiểu đường trung trực. Đây là A, đây là B. À, trung trực là cái đường thẳng mà đi qua trung điểm và vuông góc ngay trung điểm. Đường này gọi là đường trung trực. À, thầy gọi delta là đường trung trực của đoạn AB. À, đường thẳng delta là trung trực, nó sẽ đi qua M. Và delta sẽ dùng góc với AB. Đó, cái chốt của bài toán là đó. Vậy ta đi tập tìm điểm M đó thôi. Và chúng ta AB. À, M là trung điểm AB. Vậy M có tọa độ là XM. Cũng giống nãy ha. XA. Trừ 2 là 6. Phương trình có ghi với phương trình tổng quát, phương trình tham số không? Thì với phương trình tổng quát đó. Tổng quát thì cần một điểm M, 1 trừ 1 và một vector phát tuyến N. À, do delta như với AB nên vector chỉ phương AB là vector phát tuyến delta. Chỉ phương AB là vector phát tuyến delta. Thầy ơi. À, đây là vector. À, do delta dùng với AB nên vector chỉ phương của AB là vector pháp tuyến của delta. Thì ta ráp công thức vào. A là 6, B là trừ 4 ha. Trừ cho trừ 1 là cộng 1. Trừ 6, trừ 4 là trừ 10. Ta rút gọn cho 2 đi. Đây là phương trình tổng quát đường thẳng AB. Nó kêu thêm viết cái phương trình tham số nữa. Thì ta viết thêm cái phương trình tham số nữa. Thì phương trình tham số đường thẳng delta, phương trình tham số của đường thẳng delta nó cũng qua M. 1 trừ 1. Và có vector chỉ phương của delta. Vector pháp tuyến của delta đây. Là 6 trừ 4. Vector pháp tuyến là 6 trừ 4. Thì từ đây ta ra được vector chỉ phương của delta, đảo vị trí và đổi dấu. Đổi dấu. Chỉ là vector chỉ phương là 46. Chỉ là phương trình tham số đường thẳng delta. Phương trình tham số delta. 1 cộng 4t. Đó là bài số 8. À, đó là bài số 9 luôn. Bài 9 nó dành cho học sinh giỏi đó.
cho ABCD, cho ABCD và phương trình đường thẳng delta, nó cho hai điểm BC trên delta, tức là đường thẳng delta là nằm đây. Tìm điểm D sao cho tứ giác này là hình vuông, tìm D sao cho cái này là hình vuông. Hình vuông thì mấy này góc vuông hết. Bốn này góc vuông. Thì bài này để tìm hình vuông á là ta phải nó cho cái đường thẳng delta này, đây là phương trình tham số, cho bốn điểm này tạo thành hình vuông. Cho đường thẳng delta BC thuộc đường thẳng delta. Đường thẳng delta này nè, có cái điểm từ đây mình suy ra đường M tọa độ là 3 1 và có vector chỉ phương của delta trừ 1 2. Tức là từ đường thẳng này mình cho ra điểm M và một vector chỉ phương. Để cho điểm A sẵn là trừ 2 1. Ý tưởng bài toán này là ta viết đường thẳng này nè. Em có đường thẳng delta này rồi. Giờ ý thầy là muốn viết đường thẳng này. Đó, viết đường thẳng này A, B. Đi qua A và vuông dốc với delta. Bước 1 là viết phương trình đường thẳng AB có tính chất là qua A và AB vuông góc với delta. Đó. Sau khi viết đường thẳng delta rồi AB rồi mình bấm máy mình tìm được tọa độ điểm điểm B. Đó, giờ ta viết đường thẳng AB nó vuông delta rồi với phương trình AB nó sẽ qua A là trừ 2 1. Vuông góc với delta nên vectơ chỉ phương delta bằng vectơ pháp tuyến AB. Đó, mình hiểu là A delta đó là trừ 1 2. Giờ phương trình ở đây. Tổng quát nha. Đây là phương trình tổng quát của đường thẳng AB. Bây giờ thầy giải cái hệ này để tìm được điểm B nữa. Vậy điểm B này nè, B này nè. B này là giao điểm của đường thẳng AB và delta. Vậy B là nghiệm. Phương trình AB. Phương trình delta. Phương trình AB mới viết đây là trừ x cộng 2y trừ 4 bằng 0. Phương trình delta để cho phương trình tham số. Thì mình để phương trình tham số mình xài luôn. Thế 2 và 1. X em thấy là 3 trừ t, trừ riêng nè. X là 3 trừ T cộng 2 nè. Y là 1 cộng 2T. Để rút gọn ra. Bốn T là 5T. Trừ 3. Trừ 4 với trừ 3 là trừ 7. Trừ 7 cộng 2 là trừ 5. Thì từ đây ra được T bằng 1. Có T làm thế đây. Đó chính là tọa độ B. 3 trừ 1. Vì bây giờ ta có điểm B, tọa độ là 2, 3. Vậy ta bây giờ ta tìm điểm C, tức chưa tìm tìm B xong không? Bây giờ tìm C nữa là xong, tìm điểm C nữa.
Về vô tam giác này là có hình vuông A, B, C, D. Do A, B, C, D là hình vuông. Hằng này là hình vuông. Bây giờ có A, có B rồi. Giờ mình tìm, muốn tìm điểm C thì giải cái độ dài AB bằng độ dài BC. Hình vuông có nghĩa là AB sẽ bằng là BC. Giờ tính độ dài AB. B là 2. A là trừ 2, nó cộng 2 hả? Thì B là 3 chia 1 4, 16. 16 đây là 4 nữa là căn 20 rồi. Tương tự tính BC. C này mình đang đi tìm, chưa có, nên mình phải đưa về một ẩn. C này nằm trên đường thẳng delta, nên C có tọa độ tổng quát là phương trình delta. X là 3 trừ T, Y là 1 cộng 2T. C thuộc delta, nên suy ra C có tọa độ là 3 trừ T, 1 cộng 2T. Đó, rồi mình thấy vào. Ba trừ t trừ xb trừ ib là trừ ba, chúng còn là ba trừ hai là một trừ t tất cả bình, hai t trừ hai tất cả bình. Đó. Đây là chính là độ dài của ab, đây là độ dài của bc. Ta có ab bc bằng ab tương đương, bc là này. AB là 2 căn 5, căn 20 đi ha, để bình phương hai vế cho văn luôn. Đó, lúc này tao phá ra rút gọn hằng thức là xong. T bình đó, cộng 4 T bình là 5 T bình, thôi làm cho lẹ nha. Đó. Em làm từ từ thôi, là trừ 2T nè, này trừ 8T nè. Số tự do là 1 nè, 4 là 5 nè. Ha. Chuyển qua trừ 20. Trừ 25. Tới đây em bấm máy ra tìm giá trị t. Tại 3 trừ t trừ 2 c trừ b cộng c trừ b là 1 cộng 2 t trừ 3 bình 1 trừ t bình 2 t trừ 2 bình 1 trừ t bình cộng 2 t trừ 2 bình bằng 16, 4 nữa là 20. Bán ra A bình 5, T bình trừ 2T, trừ 8, trừ 10T, cộng 4, cộng 1, cộng 5, cộng 5, trừ 20, trừ 15. Chúng ta nhập lại 5, trừ 10, cộng 15. 3 trừ 1. Ứng với cái tay bằng 3. Tay bằng 3 thì lúc đó mình ra được điểm C. C 1 là thấy 3 vô. 3 là T là 3 trừ 3 là 0 nữa. 3 là 6 7. T là trừ 1, C 2. Trừ 1 thấy vô, trừ 1 với trừ là cộng 1 là 4. Trừ 1 là trừ 2. Trừ 2 cộng 1 là trừ 1. Thì C này nó là 0, 7 và 4 trừ 1. Chị đáp số bài toán có hai giá trị là C là 0, 7 và 4 trừ 1. Chị kết luận. Chị tọa độ của C của em là 0, 7. C1 và C2 là 4 trừ 1. Vì bài này là khó hơn mấy bài nãy nhiều. Thì hệ thống lại cái bài này. Nó cho cái hình vuông ABCD, nó kêu là tìm điểm B và C. Thứ nhất là muốn tìm điểm B á, là em phải viết phương trình đường thẳng AB đi qua A và vuông với delta. Sau khi có đường thẳng AB rồi,
thì ta kẹp với đường thẳng delta để nó cắt nhau tại B. Vậy là B chính là nghiệm của hệ phương trình AB và phương trình delta. Ta giải cái hệ này ra, đây chính là tọa độ B. Sau khi ra B rồi, ta tìm điểm C, ta giải nhờ hình vuông nên ta có là AB bằng BC. Độ dài AB tính độ dài BC. Tính độ dài AB tính độ dài BC. Đó, là cho hai đó bằng nhau. Ta giải tìm T. Ứng với 2T nó sẽ ra hai giá trị C. Đấy là toàn bộ phần bài tập của thầy gửi cho hệ thống giáo dục ATY. Các em coi lại và giải. Nếu chưa nào không hiểu, các em gửi lại hệ thống ATY. Thầy sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nữa. Chào các em. Chúc các em có một ngày mới thật vui và hạnh phúc. Thầy Danh, chào các em.